Đi tìm mẹ, cháu bé lạc 20 cây, được cán bộ chiến sĩ công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La giúp đỡ, trở về nhà an toàn. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 30 tháng 8, tổ công tác công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và công an xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ trên đường đi thực hiện nhiệm vụ làm căn cước công dân trên địa bàn xã Trường Khoa đã phát hiện cháu bé đang đi bộ lang thang trên đường có biểu hiện đói lả. Tổ công tác nhanh chóng đưa cháu bé về trụ sở công an xã Trường Khoa cho cháu ăn uống, nghỉ ngơi và xác minh nhân thân. Cháu không biết nhà ở đâu, chỉ nói tên là Khương, 9 tuổi, có bố tên là Dâm, mẹ tên là Lan. Chỉ với thông tin ít ỏi, tổ công tác đã đăng thông tin cháu bé đi lạc trên mạng xã hội, đồng thời tìm kiếm thông qua dữ liệu dân cư. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ đã xác định được nhà cháu ở bản Pa Đì, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ và đưa cháu trở về nhà. Được biết, cháu bé đã đi bộ dọc theo đường quốc lộ theo hướng thị trấn Mộc Châu được khoảng 20 cây thì đói mệt nên nằm nghỉ ven đường và may mắn gặp được tổ công tác. Gặp lại cháu nội, bà Vì Thị Thương không giấu được sự vui mừng, xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ nhiệt tình và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ chiến sĩ công an huyện Vân Hồ, công an xã Liên Hòa đã đưa cháu về với gia đình. Bà nội cháu Khương chia sẻ, gia đình bà có hoàn cảnh khó khăn, mẹ cháu đi làm thuê tại thị trấn Mộc Châu mới được một tuần. Trước ngày 30 tháng 8, sau khi đi học về, cháu đi tìm mẹ và bị lạc.